Anh nghĩ như thế nào về một viên kim cương 1.000 tỷ đấu giá để mang đi làm từ thiện? Cái câu chuyện viên kim cương 1.000 tỷ mấy hôm nay hả? Dạ. Thực ra thì nghe thì nó có vẻ rất là vĩ đại, đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà mình ngẫm thì nó hoang đường. Đó là một câu chuyện hoang đường, không có thật. 1.000 tỷ nhiều hay ít? Nhiều lắm thầy, 1.000 tỷ. 40 triệu đô la. Nhiều chứ. Nó bằng cả, gần như bằng những ngày đầu tiên của cả cái quỹ gọi là Bão Ra Ghi đấy, cộng đồng Vâng. đóng góp đấy. Trong 5 ngày đầu tiên được 1.000 tỷ là đã kỷ lục khủng khiếp. Nhiều lắm. 40 triệu đô. Và thứ nhất là đây ta nói, cái câu chuyện ở đây là nói thì ai cũng nói được thôi. Ai là người định giá viên kim cương đấy 1.000 tỷ? Bây giờ tôi bảo cái viên kim cương của tôi bán 50 tỷ được không? Tôi cũng Chắc nói được phải mà. có Ở giấy đây kiểm tôi đi định. tới, đúng rồi. Câu chuyện là nó phải có giấy tờ. Đúng chưa? Vâng. Xác nhận của cái người bán. Để tôi bán cho bà đấy với cái giá. Bây giờ bà bảo bà, ví dụ như bà mua 100 tỷ xong bà bán 1.000 tỷ bà đi làm từ thiện thì không được. Đúng không? Nó phải thực tế. Vậy bạn mua 1.000 tỷ thì đến đây thì không ai chứng minh được. Dạ. Ai cho phép chuyển 1.000 tỷ Việt Nam ra nước ngoài? Không ai chuyển được. Chỉ ngoài đầu tư nước ngoài, và nó phải có cái giấy tờ của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Cho nên đến cái đoạn này là nó hoang đường rồi. Có điều nói cho vui thôi. Lấy cái gì để chứng minh được viên kim cương đấy 1.000 tỷ? Giấy tờ đâu? Ai cam ký cái đấy đó? Cái người mà ký xác định cái viên kim cương đấy 1.000 tỷ, họ cũng phải đóng thuế cho cái nước sở tại. Tại vì số tiền nó rất là lớn. Số tiền đấy đâu còn nhỏ nữa. Mang quá 10.000 đô nước ngoài về Việt Nam đã không được. Tới đố ông mang nổi 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Vâng. Tới đố ông mang được 5.000 đô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Còn nếu ông ở châu Âu ông về, đúng không? Tới Dạ. đố ông mang được 10.100 euro, tức là dư 100. Mang đi cũng không được, mà mang về cũng không được. Vâng. Vậy thì cái viên kim cương mà chúng ta nói nó nằm ở trong mơ. Nói cho vui thôi, nghe Dạ. chưa? Không có viên kim cương nào như vậy cả. Rồi nhập những cái xa xỉ phẩm như vậy vào Việt Nam, nếu mua 1.000 tỷ thuế là bao nhiêu? Cái ô tô đã đắt gấp đôi. Thế thì nó trở thành bất hợp pháp. Vâng. Bạn hiểu chưa? Cho nên là cái đó nói vui thôi, nói vui cho nhau, với hoặc là các bạn không hiểu biết thì nói cho vui thì được. Chứ còn người người ta hiểu biết về tiền bạc, về các cái việc mà chuyển đồng tiền ra nước ngoài, người ta sẽ hiểu rằng người ta cười khẩy. Đôi khi không phải muốn nói gì thì nói, nhưng mà thôi, nó cũng là một cái phim hài để chúng ta xem thì được. Chứ còn bạn nói vậy thì tôi khẳng định là hoang đường, không có thật và không bao giờ điều đấy xảy ra. Và cũng chẳng có một cơ quan giám định nào giám định rằng cái tài sản đó như vậy cả. Và tôi tin rằng ở Việt Nam chưa có ai có bản lĩnh để sở hữu một cái món đồ chơi 1.000 tỷ cả. Cái lâu đài 1.000 tỷ thì có, Vâng. nhưng cái viên kim cương 1.000 tỷ Số thì tiền ở rất trên lớn. thế giới nó có số má hết rồi Vâng. nhé. Còn bây giờ bạn bảo là bạn sở hữu viên kim cương 1.000 tỷ, bạn nói sao cho được, còn quan trọng là người ta có tin không. Chứng minh. Chứng minh bạn cũng chẳng ngu gì để mua một tài sản không có giấy tờ Vâng. lớn như vậy, đúng chưa? Đúng rồi.